Đấy, có rất là nhiều công việc, không nhất thiết là các bác có thể mua một cái combo nó quá lớn. Đấy, combo mà công suất lớn, cái nhất là nó sẽ cồng kềnh hơn, có nghĩa là cái tấm pin nó sẽ to hơn. Đấy, thế nên là anh em cũng khó mang đi lại hơn. Và combo lớn hơn thì nói chung là giá thành nó sẽ cao hơn các bác nhé. Thế nên là có một số công việc, ví dụ như các bác bơm nước tạo oxy cho hồ cá ngoài trời, hoặc là bơm nước cho những hòn non bộ ấy, thì không nhất thiết là cần phải một cái mẫu bơm quá lớn. Đấy, thì một cái bơm như thế này với lưu lượng nước là khoảng 1 đến 1,5 mét khối một giờ thì nó cũng đã đáp ứng đủ rồi. Đấy các bác nhé. Đấy, thì các bác có thể nhìn thấy là bơm đang đẩy cao từ dưới mặt nước lên bờ là 2 mét các bác nhé. Và em đang cầm trên tay nữa. Đấy, thì cái khoảng độ cao nó sẽ khoảng 3 mét đây các bác. Nước lượng nước đầu ra rất là tốt đây. Thì áp lực rất là tốt đây các bác. Áp lực rất là tốt các bác nhé. Áp lực và lưu lượng đầu ra của nó rất là tốt. Đấy. Đấy, thì đây là tấm pin mặt trời đấy các bác nhé. Tấm pin mặt trời đang kết nối trực tiếp với dây điện đây, dây điện của bơm đây. Đấy. Đây các bác nhé. Đấy, thì các bác có thể để ý là có thể thấy ngay được là dây điện đang được nối trực tiếp với tấm pin. Mà khi mà em úp tấm pin xuống ấy thì là bơm nó đã ngừng hoạt động đây. Đây các bác nhé. Bơm nó đang ngừng hoạt động. Đấy, tại vì các cái cell pin nó nằm ở mặt trên, khi mà úp xuống thì không có ánh nắng chiếu vào thì nó sẽ không có điện đâu các bạn. Đấy, và em sẽ lật ngược lại đây ạ. Đấy, em sẽ lật ngược lại cho các bạn nhé. Đấy, bơm nó đã bắt đầu hoạt động rồi đây. Rồi. Em xin chào tất cả các bác ạ. Hôm nay nhân tiện chạy test một cái combo bơm nước năng lượng mặt trời để gửi cho khách, để em cũng giới thiệu cho các bác một cái combo để các bác tưới rau, tưới cây cảnh diện tích nhỏ. Đấy, cái combo này giá nó rất là rẻ các bác nhé. Đấy, đây là một cái combo bơm chạy trực tiếp điện mặt trời mà không cần điện lưới đấy các bác. Đấy, combo này nó sẽ sử dụng một tấm pin mặt trời công suất là 150W. Đây là tấm pin mặt trời các bác nhé. Đấy, có công suất là 150W. Tấm pin này nó sẽ cấp điện trực tiếp cho cái bơm. Bơm đây là một cái bơm thả chìm có công suất là 120W như thế này. Lấy điện trực tiếp từ tấm pin các bác nhé. Đấy thì đây. Đây là em sẽ để ở đây các bác nhé. Đây các bạn. Đấy, em tắt cái bơm này lên. Đấy thì ngay lập tức là bơm nó sẽ dừng hoạt động. Em hạ xuống cái là bơm lại tiếp tục nó chạy. Đây các bác nhé. Bơm chạy rất khỏe luôn. Đấy. Cũng rất là mạnh đấy các bác nhé. Đấy, dùng cái bơm này nó tiện là cái là các bác không cần phải điện lưới. Đấy, có thể sử dụng ở những khu vực mà không có điện, không cần dây điện dườm dài. Các bác cứ xách một tấm pin và mang theo một chiếc bơm như thế này là có thể sử dụng. Thì combo này thì nó sẽ có một cái ưu điểm, đó là trọng lượng và kích thước nhỏ các bác nhé, nên là rất dễ mang đi lại. Đấy, cái thứ hai nữa là giá thành rẻ. Cả một combo thì giá có 1,4 triệu thôi các bác nhé. Giá 1,4 triệu. Mà cái giá này thì bên em đã bao ship rồi. Còn nếu anh em mua trực tiếp tại cửa hàng thì giá nó sẽ rẻ hơn một chút. Đấy các bác nhé. Bơm chạy rất là khỏe luôn. Đấy thì em sẽ quay toàn cảnh cho anh em xem nhé. Đấy, đây nó chính là cái tấm pin mặt trời công suất là 150W này các bác này. Đấy, đây là dây điện. Đấy, em sẽ cắm đây nhé. Cắm đây để các bác xem. Đấy. Đây, dây điện này các bác nhé. Dây điện đang cấp trực tiếp và lấy trực tiếp từ bơm. Lấy trực tiếp từ tấm pin đây. Đây các bác nhé, dây điện đang được lấy trực tiếp từ tấm pin. Tấm pin mặt trời đấy ạ. Đấy. Đấy, các bác nhìn thấy em lập tấm pin xuống, nó úp xuống cái là cái bơm này nó sẽ ngừng hoạt động luôn. Đấy.
ở cái mặt trên này, mặt trên của tấm pin này nó tạo ra điện ở mặt trên các bác nhé, ở những cái cell pin này. Đấy, đấy, lật lên cái là bơm nó tiếp tục nó chạy này. Đây, cái mặt đen đen ở bên trên này các bác nhé, là những cái cell pin này. Đấy, những cái cell pin này thì nó chính là cái để mà tạo ra điện nhé. Cell pin mà nó tạo ra điện ở đây. Đấy, còn ở đây là mặt sau này. Đấy. Khi mà úp xuống thì ngay lập tức là bơm nó sẽ ngừng hoạt động. Là khi mà không có ánh sáng chiếu vào cái bề mặt của tấm pin nữa thì nó sẽ không tạo ra điện được và nó không có điện để cấp cho bơm, nếu bơm nó sẽ ngừng hoạt động. Đấy, các bác dễ hình dung. Đấy, đây là dây đi, đây là ống. Đấy. Thì nhân tiện là chạy test chứ gửi cho khách thì em cũng giới thiệu cho các bác để anh em đang có nhu cầu như vậy có thể tham khảo. À, đây các bác nhé. Đây là một chiếc bơm thả chìm. Đấy, bơm này nó sử dụng điện áp 24V dòng 5,4A, công suất tối đa của nó sẽ là 120W các bạn nhé, 120W. Đấy, động cơ bên trong của bơm thì sử dụng hoàn toàn bằng động cơ đồng, bằng dây đồng các bạn nhé. Đấy, thế nên là nó sẽ chạy rất là khỏe và bền. Đấy, dây đồng thì nó sẽ có cái ưu điểm là độ bền cao và cái hiệu suất làm việc nó sẽ tốt hơn dây nhôm các bạn nhé. Nói chung là cái mẫu bơm này thì nó khá nhỏ gọn. Đấy, khá nhỏ gọn, phù hợp cho những anh em thường xuyên phải xách đi và sử dụng ít ở cái diện tích nhỏ thôi. Đấy, còn nếu anh em cần sử dụng với cái diện tích lớn ấy, thì bên em vẫn có những cái bộ công suất lớn hơn các bác nhé. Đấy, với cái giá tiền như thế này thì nó chỉ được như thế này thôi các bác. Còn nếu các bác cần với cái nhu cầu lớn hơn thì phải mua những cái bộ bơm nước lớn hơn, công suất lớn hơn. Đấy. Thế thì sử dụng một cái bơm nước chạy điện mặt trời như này thì nó khá là tiết kiệm điện, không cần điện lưới các bác nhé. Đấy, và cái bơm thả chìm này thì nó cũng có cái ưu điểm là không cần phải mồi. Đây, các bác cứ thả xuống nước thôi. Đấy, thả xuống nước không cần phải mồi luôn. Đấy, nó tiết kiệm rất là nhiều thời gian cho anh em lắp đặt. Đấy, các bác cứ thả xuống nước như thế này nhé. Đấy. Và dây điện của bơm thì kết nối trực tiếp với tấm pin là chạy thôi các bác. Nước đã lên rồi các bác nhé. Bơm chạy trực tiếp với tấm pin mặt trời, chạy trực tiếp điện mặt trời mà không cần điện lưới. Đây các bác. Lưu nước đầu ra của cái mẫu bơm này nó sẽ đạt khoảng 1 đến 1,5 mét khối một giờ các bác nhé. Đấy, tại vì cái bơm này nó chạy trực tiếp với tấm pin nên nó phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Đấy, nếu mà nắng tốt thì nó sẽ chạy khỏe, hết công suất thì nó sẽ đạt khoảng 1,5 mét khối một giờ. Đấy, còn nếu mà thời tiết còn nắng nhẹ ấy, thì là nó sẽ chạy yếu hơn. Đấy, thế nên là chạy trực tiếp với tấm pin mặt trời như thế này. Đấy, thì nó sẽ có cái ưu điểm là không cần điện lưới, nó thiết kế nhỏ gọn. Đấy, thế nên là anh em rất dễ mang đi lại.